Sư cho con hỏi, Đức Phật có thể biết được tương lai người khác bao giờ có thể chứng thánh quả? Vậy có giống như định kiến có sự sắp đặt an bài là khi đó mình chứng thánh vậy? Có giống như thầy bói dân gian nói không? Nó khác ở một cái điểm căn bản như vậy, là cái người mà có khả năng chứng thánh là họ đủ phước và đủ trí, đủ nhân, đủ duyên, coi như là cái gì cũng đầy đủ rồi. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới xác định là họ có thể chứng thánh vào thời điểm đó. Xin lấy ví dụ, nó giống như một cái đứa học sinh giỏi, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để làm bài thi rồi, nó đã bước vào được phòng thi rồi, và nó đã cầm được cái đề thi trên tay rồi, chẳng qua là nó chưa bắt đầu thôi. Và giám thị thấy là cơ thể nó bình thường, không bệnh hoạn gì hết, khỏe mạnh, và ngày hôm đó cũng sẽ không có động đất sóng thần, không có bất kỳ một tai nạn gì bất ngờ xảy ra, thì cái đứa này chắc chắn là nó phải lên lớp. Cái chuyện đó là không khác được. Mà cái chuyện đó thì quý vị nghĩ là có cần phải gọi là tiên đoán biết trước tương lai không? Tại vì nó chỉ đơn giản là dữ liệu đã có đủ rồi, và với nhiêu đó dữ liệu thì kết quả là chắc chắn phải xảy ra rồi, nó không khác đi được. Cũng như vậy đó, cái vị mà có đủ phước, đủ trí, đủ nhân, đủ duyên thì Đức Thế Tôn xét thấy là con người này tới thời điểm đó là phải chứng thôi, không khác được nữa đó. Còn có những người đó, sư cũng ví dụ như cái đứa học sinh giỏi nhưng nó chưa vào được phòng thi, hoặc nó vào phòng thi rồi, nó cầm cái tờ giấy rồi, nhưng mà ông giám thị thấy là cái đứa này nó đang chột bụng nè. Mà nó chột bụng như vậy là không chắc là nó sẽ làm bài thi kịp, có khi là nó chưa kịp làm nó đã chạy té re rồi. À, thì cũng trường hợp như vậy đó, cũng ví như cái người đủ phước đủ trí nhưng mà không đủ nhân đủ duyên, không được cái sự nỗ lực cố gắng. Như trường hợp hai vợ chồng mà bá hộ ở trong chú giải pháp cú, nếu như vào lúc trẻ người cả hai vợ chồng á, cùng nhau làm ăn thì có thể là người giàu nhất cái xứ Ấn Độ. Nhưng nếu như mà hai người xuất gia, người chồng chứng A-la-hán, người vợ chứng A-na-hàm. Còn nếu như vào cái độ tuổi mà trung niên mà chí thú làm ăn thì ít nhất là giàu nhất cái xứ này. Còn nếu như xuất gia đó thì người chồng chứng A-na-hàm, người vợ chứng Tư-đà-hàm. Còn nếu như vào cái thời mà chuẩn bị mà lão niên, gọi là chuẩn bị tới tuổi mà xế rồi đó, mà quay trở lại biết hồi đầu chí thú làm ăn thì ít nhất là cũng giàu nhất cái khu vực này. Còn nếu xuất gia là người chồng chứng Tư Đà Hàm và người vợ chứng Tu Đà Quờn, nhưng mà hai vợ chồng vẫn chỉ lo ăn chơi cho tới lúc về già, tài sản thế gian đã cạn kiệt và tài sản xuất thế gian cũng cạn kiệt, thì đó là cái ví dụ điển hình cho trường hợp đủ phước, đủ trí để chứng nhưng mà không có sự nỗ lực, không đủ nhân, đủ duyên. Cho nên trong trường hợp đó Đức Thế Tôn Ngài không hề nói gì hết. Cho nên là cái chuyện mà Đức Thế Tôn biết trước tương lai á, là trên cơ sở Ngài đã có đầy đủ dữ kiện rồi, chứ không phải là cái kiểu mà định mệnh, tức là Ngài nói như vậy là nó phải như vậy, nó không được như vậy thì nó cũng phải như vậy, thì không phải. Cái kiểu là Ngài nắm tay, Ngài sắp đặt rồi Ngài quyết định số phận của một người là chuyện nó không có. Nên hiểu hai cái chuyện này là khác nhau nhé. À, ở đây nhé, nhớ đến cái câu chuyện là chưa đổ ông nghè đã đây hàng tổng, câu chuyện nhân gian.
cậu bé cổ được Thánh Thành Hoàng báo mộng cách cái thành đó, cái định đó là cái cuộc trò đó sẽ đổ trận nguyên. Do cậu biết được cái tin đó cho nên cổ không thèm ăn học nữa, tao đâu chắc chắn tao đậu rồi, cuối cùng thì rớt thi trường đó. Cái chuyện mà Đức Phật ngài thọ ký không phải là một cái câu như đúng, không phải theo như cái câu chuyện đó được, là tại vì mình nên nhớ giống như mình thấy một cái cục đá lên trời thì chắc chắn cục đá sẽ rớt xuống đất, nó không thể nào lơ lửng. Còn ở đây á, cái câu mình đánh trên đây nè, mình gửi trên đây nè, có thể chứng thắng quả vậy, giống như định kiến có sự sắp đặt an bài. Ở đây Đức Phật không an bài mà Đức Phật nói cái sắp xảy ra, vì Đức Phật biết nó sẽ xảy ra. An bài, nếu nếu như an bài là cái người không có ta là mặt mà Đức Phật này an bài cho vị này đắc thánh thì đó mới gọi là an bài. Ở đây dùng từ không không chính xác, mà Đức Phật tiên đó, mà cái chữ chính xác đó là thọ ký. Ví dụ Đức Phật đi Băng Cara thọ ký cho Bồ Tát Sumedha là thiền thân của Đức Phật Gotama, 20 tăng kỳ và 100.000 đệ kiếp trái đất nữa. Đi Băng Cara, à, xin lỗi, Sumedha sẽ trở thành vị Phật trên nền thánh giác còn danh là Gotama. Thì đây á, nó không phải là các như cái câu chuyện nãy nói là chưa đổ ngàn đã đèn tổng, tại vì với cái thành tựu ba la mật của vị Bồ Tát, khi mình sau khi được thọ ký một cái băng một cái là đắc đạo, nếu đúng thời điểm đó nó là 40 tầng kỳ sau chắc chắn phải đắc, đó là Đức Phật dự đoán tương lai chứ không phải là áp đặt. Khi nào một cái người không có nhân duyên để đắc mà Đức Phật ngài nói là đắc thì lúc đó mới gọi là áp đặt. Cho nên dùng cái từ an bài áp đặt cái đây là nó không đúng. Đức Phật không có an bài, Đức Phật không sắp xếp. Ví dụ như cái phòng mình nó gói, nó để chỗ này mình lấy đồ này mình để chỗ này cho nó gọn thì mới gọi là an bài. Ví dụ như con mình sắp cho nó là tới lớp này là nó phải học như vậy, rồi đi học cái trường này, rồi tới đại học là phải thi thi ngành này, ra ngành này, thì mới gọi là an bài, tức là mình đang an bài cho đứa con mình. Còn cái chuyện một vị đó được thọ ký, sở dĩ Đức Phật Bồ Tát được thọ ký hay là một vị A La Hán được nói là sẽ đắc thánh, ví dụ như trường hợp của vua Sập Thế, Đức Phật thì nói hai tăng kỳ Phật độc giác, là tại vì cái sự lựa chọn của cái vị đó từ nhiều đời nhiều kiếp trước với cái đạo quả đó, vậy mà ba la mật khổ hạnh như vậy, chứ không phải là Đức Phật ngài an bài vô là ngài phán vị này đắc người này không đắc, mà không dựa trên một cái dữ liệu nào cả. Ví dụ mình bắt con mình học về ngân hàng, về tài chính, hay là về kinh doanh, về kinh tế, mà mình không có lựa chọn, bắt nó cho nó lựa chọn, những cái đó mình sắp, đó là sắp đặt an bài. Đức Phật ngài sắp đặt gì cả, ngài dựa trên nhân duyên mà ngài tuyên bố thôi. Chẳng hạn như khi mà Đức Phật ngài tuyên bố hai vị thượng thủ kinh văn, thì khi mà các vị tăng khác, các vị phàm tăng mới ý kiến là hai vị này vô sao mà tại sao lại được như vậy, lại được tuyên bố là được được phong là thượng thủ kinh văn, thì Đức Phật ngài nói là không phải Như Lai không cái khơi, không phải Đức Phật không cái khơi, mà đó là sở nguyện của từng người. Thì ngay lập tức từ trên lớn ngài chắc năm năm anh em Cừu Trần Như cho đến ngày mấy ngày khác các sa bá đồ dùng thần thông quán lại, là đúng là thời quá khứ mình đã quán, mình đã có cái sở nguyện như vậy. Ví dụ ngài con đá lên con đánh nhá là phát nguyện là gì, đắc đạo đầu tiên Đức Phật này. Thì như vậy nếu như vào thời quá khứ có một vị Phật nào đó thọ ký cho con đánh nhá thì cũng thọ ký là vào thời Đức Phật Thích Ca, con đánh nhá tức là lúc đó tên cái gì đó thì mình không biết, sẽ thành một vị A La Hán và với cái nguyện xuất gia đầu tiên, chứ không phải là Đức Phật nghe là Đức Phật áp đặt, không áp đặt cả, và dự đoán vị lai dựa trên những dự kiện chính xác và nó sẽ thành tựu luôn, Đức Phật tiên nó sẽ không bao giờ sai. À, xin hết. Đấy, hoặc là nó giống như
một người mà làm điều ác thì Thế Tôn nói là chắc chắn là người đó phải đau khổ. Chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, giống như là mình quăng cục đá lên là nó phải rớt xuống vậy. Y chang. Hoặc như là vua Thiện Giác chặn đường Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn nói vua Thiện Giác 7 ngày sau bị đất rút, là cái chuyện đó là cái kết quả tất yếu, chứ ở đây không có ai an bài hết trơn nha. An bài là phải có một cái đấng nào đó là sắp đặt cái chuyện đó, cái này không có. Cái này giống giống như một người bị bệnh ung thư mà bác sĩ kêu về ăn gì ăn 3 tháng nữa, còn 3 tháng thì bác sĩ đâu sắp đặt đó. Chừng nào ông chích cho mình mũi thuốc độc á, mình không bệnh gì chứ ông chích cho mình mũi thuốc độc mà ông nói 3 tháng sau nó phát tán nó chết á, thì lúc đó ông bác sĩ ông đang sắp đặt cho mình cái chết. Hôm nay mình bệnh ung thư, nó hành cơ cái bệnh nó phá hoại từ từ để mình 3 tháng sau mình đứt bọc, mình chết. Thì bác sĩ kêu thôi về làm gì làm, ăn gì ăn đi, đi đâu chơi đi đi, 3 tháng sau chết à. 3 tháng sau, không quá 3 tháng đâu nha. Đó là tiên đoán chứ đâu phải đó là sắp đặt gì đâu. Tại bác sĩ ông đâu có chích cho mình mũi thuốc độc để mà 3 tháng sau nó phát tác. Hay là ông đâu có sắp cho mình một cái cuộc tai nạn mà 3 tháng sau là mình bị đụng xe mình chết đâu. Đó là nói trước cái chuẩn bị xảy ra. Thưa vậy. Nói như vậy.